vpgame.vn, shop nick nhanh chóng, an toàn, giá rẻ. Ok, chào toàn thể anh em đến với channel của mình. Clip này thì mình sẽ làm về đó là Violet đi rừng. Với Violet thì một xạ thủ chả bao giờ yếu cả anh em ạ. Thì ở clip này thì sau khi đó là cái thương xuyên phá bị giảm sức mạnh anh em ạ, nên là mình sẽ thấy đó là cái thương xuyên phá bằng món đồ khác. Thực tế thì với Violet đi rừng thì sẽ thuận tiện hơn việc đi lén, bởi vì thứ nhất đó là có bùa sánh để cung cấp năng lượng, thứ hai có thể sánh sao và có thể bắn được. Nhưng mà điểm yếu của Violet dù sao thì cũng là một xạ thủ, nếu mà để gặp sát thủ và đấu sĩ bắt thì cũng khá là khó. Quẩy tem binh sáng cướp không thành công và cái kết. Quẩy gì mà mới, mình chưa farm xong mà 1-4 rồi. Tem binh sáng cướp tưởng là thành công, ai dây là không thành công anh em ạ. Pha này thì mình sẽ bắt rồi là xà thủ tem địch nhá. Rồi chiều cuối, ôi pha này nó lượt đi rồi anh em ạ, nhưng mà cũng không thoát được. Quẩy ôi dính ngay vân ca rồi, nhưng mà vân ca giai đoạn này thì vẫn chưa đủ đám để có thể là một combo kết thúc được mình, nên là cũng chưa quá đáng sợ anh em ạ. Chỉ sợ giai đoạn về sau thôi. Quẩy tem địch đống nhá, đống nhá. Pha này thì cực kỳ là đống luôn ấy. Nói chung về đội hình hai bên thì đều đẹp cả anh em ạ. Đội hình tem nào cũng có đó là đấu sĩ rồi pháp sư rồi tánh cấp, đội hình rất chỉ là đẹp. Rồi mình đứng trong trụ bắn thì tem địch làm sao lao vào được. Rồi pha này chơi được anh em ạ. Được bắn phơ rí rồi, pha đó thì cứ đứng trong trù mà cậu rìa ra thôi, với tầm tay cực kỳ là xa đến từ vài ố. Á à, con này lão. Trời trời, xa thủ tém mình né quả câu đến từ Liliana và cải kỳ thì lên bảng điểm số. Nhưng mà rất may thì mình cũng ăn được màng của Liliana anh em ạ. Pha đó xa thủ tém mình chạy về chắc có lẽ là không sao đâu. Nhưng mà pha đỏ né quả câu ấy, gió là né quả câu ấy. Hiện tại thì hai bên vẫn đang còn ngang cờ anh em ạ. 6 điểm hạ gục dành cho tem địch và 6 điểm hạ gục dành cho tem mình. Nhưng mà thế trận này thì Violet có thể là được bắn rồi. Thực tế thì Violet sợ nhất là những vị tướng nào? Sợ nhất đó là những vị tướng sát thủ có khả năng sốc đám và áp sát. Còn đối với những vị tướng ít sơ hơn, đó là những vị tướng sát thương theo thời gian, Violet có thể lồn quá, đó là các bơ tương hoặc là những vị tướng đó là kèm cơ động. Nên là ở trận đấu này em cố gắng đó là giữ vị trí tránh, thứ nhất đó là Triều Vấn, thứ hai đó là Zephyr nhá. Bên bàn thì có Thến cực kỳ là trâu bò anh em ạ, với nội tài hồi phục nữa, nên là để hạ gục Thến nhanh chóng thì cực kỳ là khó luôn. Uầy, tem địch đống đấy, đống uầy uầy uầy, pha này chạy ngay vào luôn thôi, tem địch quá là đống đi. Ok, pha này thì tem mình lử bố bất chiến thân lên rồi, uầy, thến trâu quá. Hay rồi, hay rồi, uầy uầy, Triều Vân. Triều Vân núp trong bùi rá làm mình hoảng hồn này anh em ạ. Ý tưởng thì khá là tốt, nhưng mà thực hiện thì chỉ mới thành công được một nửa đến từ Triều Vân rồi, pha này chạy đâu. Chiếu cuối kết thúc luôn này. Nãy giờ thì toàn combat ở hàng rồng anh em ạ. Combat ở đó là đường rồng. Và cải kiến thì Violet cứ lồn về trụ rồi lồn lên thôi, đơn giản. Quan trọng nhất chơi xạ thủ đó là giữ vị trí nhá. Và này thì không biết ăn rồng có thành công hay không. Ôi thôi xong rồi, chắc có lẽ bỏ rồng anh em ạ. Tế tải mình cũng chưa có nữa. Đối phương thì có khá là nhiều chiếu thức để có thể ca hết rồng nhá. Ví dụ như đó là Excalibur đến từ Thến, hoặc là đến từ đó là chiếc cuối đến từ đó là Whit nữa. Đây là pha đó mình bỏ rồng thôi. Uầy, xạ thủ tém mình và đỡ đòn tém mình cũng thấp máu rồi anh em ạ. Khá là nguy hiểm cho vị trí đường rồng. Thì bây giờ mình nhận thấy đó là lử bố đáng xuống đó là ở đường rồng, thì mình sẽ đẹp cái đường tà thần nhá. Chứ bây giờ mình không lên đẹp là mất cái trù ở đường tà thần ấy. Nãy giờ thì đường ta thần vẫn hoa hoàn thôi, keo giữa lự bố và Zephyr thì nói chung hai bên để hạ gục nhau vẫn khá là khó anh em ạ. Zephyr thì với nội tài đó là bên bị rất chỉ là trâu bò khi thấp máu,
Quân Lữ Bố thì có chiến thân lại có sự hồi phục. Hai bên thì đều trâu bò cả nên là khá khó đấy. Uầy, pha này lại được bắn rồi đấy. Uầy, Quýt tém địch khá là đau anh em ạ. Chất tướng Quýt thì vẫn rất chỉ là mạnh và được anh em sử dụng khá là nhiều để leo rank nhá. Mình thì cũng đã làm đó là về Quýt rồi. Anh em nào chưa xem thì có thể vào phần video và xem nha anh em. Uầy uầy, thôi xong rồi. Pha này thì chắc có lẽ là mình bỏ bùa nhá. Triệu Vấn rồi Thến rồi xà thủ của em địch nửa bắn vào thì mình chắc chắn phải bỏ bùa đỏ rồi. Pha này mình cũng không dám láo vào nhá, sợ đó là đang phục kích ở những vai bụi cỏ ấy. Đối với ngọc của vai ô thì sẽ lên như thế nào? Ngọc đỏ sẽ lên cho nó đó là 5 viên tỷ lệ chỉ mang và sát thương chỉ mang, và 5 viên đó là tỷ lệ chỉ mang. Ngọc tím sẽ lên cho nó đó là 7 viên đó là tốc đánh tốc chạy và 3 viên đó là hút máu. Còn ngọc xanh đó là công vật lý và xuyên giáp. Với bảng ngọc này thì nói chung cũng rất chỉ là tốt để anh em bắn anh em á. Anh em có thêm đó là sát thương chỉ mang nữa. Những cú lôn bắn của anh em sẽ thấm và thốn hơn khi mà ra chỉ mang. Còn đối với phù hiệu thì mình sẽ sử dụng bộ phù hiệu như thế nào? Đó là mình sẽ sử dụng bộ phù hiệu đó là má chú nha anh em. Với má chú thì giúp những cú lôn bắn của anh em nó mà gây nổ đám thì lại thốn hơn nữa. Ok, nói chung thì cụ thể như thế nào thì mình để ở trong màn hình luôn anh em ạ, để anh em theo dõi một cách tốt nhất và kỹ nhất. Bây giờ thì mình thấy sai rồi, Thến tém địch nha anh em, phải né những cú đẩy đến tư thế này. Uầy, pha này chơi được chiêu cuối luôn này. Ấy, ăn được mạng của xà thủ tém địch rồi thì bây giờ bấm thoải mái anh em nhé. Chơi vai ô quan trọng nhất đó là giữ vị trí nha anh em. Anh em giữ được vị trí bắn thì chắc chắn thì sẽ thành công. Còn để mà sát thủ hoặc là đấu sĩ tém địch bắt được thì rất chỉ là khó chơi. Đấy, bây giờ lượng đám của mình rất chỉ là lớn rồi anh em ạ. Một cú lôn bắn của mình bây giờ có thể cầu đi khoảng 2/3 cây máu của những vị tướng. Ví dụ như xà thủ hay là pháp sư đó là chuyện bình thường khi mà nổ ra chỉ mang. Violet thì có đạn xuyên thấu này anh em ạ. Nên là những cú bắn của Vio thì cũng cực kỳ là lợi hại luôn. Thực tế thì Vio giai đoạn đầu game thì ít vị tướng sợ lắm, còn giai đoạn lịch hầu như vị tướng nào cũng sợ Vio. Ví dụ như đó là Elando là một chất tướng thuộc dạng đó là cơ động và ảo diệu nhá, nhưng mà dính ngay đó là Vio cũng bị khắc chế liền. Trong đấu giải thì người ta đó là vẫn sử dụng đó là Vio để khắc chế Elando ấy. Bởi vì thực tế thì chiêu thức của Violet thì không cần định hướng chiêu mô đấy. Nó chỉ cần lồn ra bắn thôi, đúng tâm là bắn, thấy địch là bắn thôi. Cái chế độ là thấp nhất nữa thì cứ nền vào rồi xa thủ hoặc là những vị tướng màu giấy. Còn về trang bị cụ thể dành cho Vio thì mình sẽ lên như thế nào? Đầu tiên thì chắc chắn là đi rừng thì sẽ lên cho nó kiếm truy hồn rồi. Tiếp đến sẽ lên cho nó đôi giày du mục nhá. Nếu mà bên kia khống chế nhiều thì lên cho nó đôi giày kiến cương. Tiếp đến thì sẽ lên cho nó đó là cái thanh kiếm để có thể chỉ mang. Và mình sẽ thay bằng cái thương xuyên phá bằng cái kiếm Muramasa. Tiếp đến sẽ lên phức hợp kiếm và cuối cùng đó là cây nanh luôn. Một bộ trang bị phun đám và lượng đám thì cực kỳ là khổng lồ. Nói chung với bộ trang bị này thì anh em bắn bao phê luôn nhé. Nhưng mà quan trọng nhất khi phun đám thì anh em phải giữ được vị trí để bắn. Trận này thì số mạng hạ gục chủ yếu đó là mình ăn. Nên là bây giờ mình mà lên bảng điểm số là mất rất chỉ là nhiều vàng luôn. Kèm theo đó thì tém địch sẽ sánh sáo hơn nha anh em. Nên là phải cố gắng là giữ vị trí một xíu. Rồi, lại giao tránh rồi, pha này dùng chiêu cuối luôn này. Lên bảng điểm số bật Vân Ca luôn nhé, một lồn nửa này, Vân Ca lên bảng điểm số này. Hiện tại thì xà thủ của tém địch thì đáng bị đó là bùa vấy để bày lửa bố. Thì mình sẽ ra đấy thứ nhất dẹp lính, thứ hai đó là đuổi Zephyr luôn nha anh em. Tầm này, uầy, Zephyr chạy được kìa, chạy đâu. Zephyr thì chất tướng càng thấp máu càng trâu anh em ạ. Nên là pha đó thì mình không hạ gục được Zephyr. Uầy, thằng này chưa về này. Lão
chưa về này, rồi pha này chiêu cuối đón đâu luôn này. Thám vai ba con lính và cái kết. Vẫn chưa kết thúc được trận đấu anh em ạ, tên địch thì ra đó là 3 người rồi. Và này thì chắc có lẽ đó là về anh bố xanh và hướng đến đó là con ta thân xế giá. Tầm này thì bắn cho tém bàn chạy tụt quân luôn. Mà quan trọng nhất vẫn là được bắn nha. Lương sát thương cho anh, cho dù anh em có nhiều đi chăng nữa, nếu mà không được bắn thì cũng bằng không à. Bắt này pha này thấy sai này. Rồi lên bảng điểm số này. Mình tém địch một bắn mất 2/3 cây máu rồi thì đánh đấm cây gì nữa. Chưa ăn được anh em ạ, tém địch thì đang tập trung ở đây thì ra combat đã nha anh em. Rồi Zephyr. Tạm biệt Zephyr thân yếu này, tạm biệt Zephyr xa nhé này. Thì bây giờ chắc có lên đầy trù nhá, nhưng mà thể lính thì chưa ủng hộ anh em ạ. Không biết có kết thúc được trận đấu hay không. Mình nghĩ là chưa, bởi vì tém địch thì cũng còn đó là vai giấy nữa là ra. Thì chắc có lẽ là bây giờ sẽ tiến tới đó là con ta thân xế giá sẽ tốt nhất. Mình chỉ bình cho đồng đội đổi lại anh ta thân xế giá nhá. Thì bây giờ thả con rồng tiến phóng đấu cho hợp lý. Thì mình sẽ đẩy thể lính lên cáo là nhá. Thường ấy nếu mà anh em đi tém thì thường là làm sao mà thả con rồng ở tỷ đan ấy để có thể đó là cương hóa đam lính tốt nhất. Còn đối với đi đơn hoặc là đi bá thì anh em cứ làm sao thả cho hợp lý đầy trù là được. Rồi Zephyr. Zephyr không kích thì cũng tốt đấy, nhưng mà lượng đám thì chưa đủ để hạ gục mình, bởi vì Zephyr thì lên đồ cũng chống chịu mà. Rồi Liliana này, một bắn này. Tầm này thì dàng Liliana mà khoảng 2/3 cây máu là mình chỉ duy nhất một lồn thôi anh em ạ. 15 điểm, 15-09, ôi. Không biết có win được, ôi, pha này lùi lại một xíu nha, bắn tiếp, ôi. Thằng này lại láo ra rồi, làm chiêu của mình hụt mật rồi anh em ạ, nhưng không sao cả, mình vẫn đang được bắn. Đám của mình đi, không phải bàn cải rồi. Ôi. Một lồn gọi là xa thủ của tém địch lên rỉa luôn rồi, bắt triều vấn luôn. 16, 17 cứu luôn. Ok thì cảm ơn các bạn đã theo dõi clip, nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh nha.